tháng 6 này. Lần đầu tiên, một cuộc thi họa hoàn toàn mới. Đấu tranh nhan sắc tìm kiếm những cô gái hội tụ vẻ đẹp gương mặt, hình thể và lối sống hiện đại. Lần đầu tiên được tổ chức bởi Multimedia GSC và Leading Media. Là một đơn vị có rất nhiều năm trong việc tổ chức các cuộc thi dưới dạng truyền hình thực tế, Multimedia rất hào hứng khi bắt tay tổ chức sản xuất cuộc thi Miss Fitness Việt Nam mùa đầu tiên, bởi vì chúng tôi nhận thấy điểm khác biệt lớn nhất của Miss Fitness Việt Nam so với các cuộc thi khác đó chính là chúng tôi không đi tìm kiếm những vận động viên có hình thể đẹp nhất, mà chúng tôi đang tìm kiếm những cô gái đại diện cho phong cách sống năng động, hiện đại, biết chăm sóc yêu thương bản thân thông qua việc duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày, bởi vì một cơ thể đẹp là một cơ thể khỏe mạnh. Miss Fitness Việt Nam, Khoa học Thể thao Việt Nam 2022 chính thức bắt đầu. Girls and they down to ride. I'm a CEO, I was born to shine. I'm a girl boss till I die. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Anh Dũng và đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai trò host tại một chương trình truyền hình thực tế. Với tư cách của một người diễn viên, một nhà sản xuất phim, tôi sẽ đồng hành cùng các vị huấn luyện viên tìm ra thí sinh xuất sắc nhất để đạt được vương miện của Hoa hậu Thể thao Việt Nam Miss Fitness Việt Nam năm 2022. Chào mừng các bạn đã đến với vòng sơ khảo của cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam Miss Fitness Việt Nam 2022. Xin mời các bạn cho một tràng pháo tay để gặp gỡ với Madame Trang Lê, CEO của Multimedia GSC. Xin chào tất cả các bạn thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam Miss Fitness Việt Nam mùa đầu tiên. Hoa hậu Thể thao Việt Nam Miss Fitness Việt Nam 2022. Chúng tôi đang tìm kiếm những cô gái có lối sống tích cực, có trí tuệ, có bản lĩnh và đặc biệt là những cô gái biết yêu thương và chăm sóc bản thân thông qua việc duy trì tập luyện mỗi ngày. Bởi vì một cơ thể đẹp là một cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các bạn sẽ thể hiện hết mình để có thể chiến thắng và giành chiếc vương miện của cuộc thi mùa đầu tiên này. Xin được giới thiệu Mr. Việt Nam Phạm Minh Quyền, đại diện đơn vị tổ chức Leading Media. Mentor Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2014. 4 năm rồi mình không có nhận lời của một chương trình nào để làm trở thành huấn luyện viên. Tới năm nay và tới chương trình Miss Fitness Việt Nam 2022, bởi vì đây là một chương trình hoa hậu nhưng mà nó sẽ có những cái rất là khác so với những chương trình hoa hậu hiện nay đang có. Và sau đây chúng ta đến với một vị mentor tiếp theo, mentor Thúy Vân, Á hậu quốc tế, founder của quỹ Inspire by C. Các mentor ở đây để giúp cho các bạn trưởng thành hơn, phát triển hơn về các kỹ năng. Vân chưa từng nghĩ chị Tú hay là Duyên sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Minh Tú muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả thí sinh vì tình hình sức khỏe nên là Minh Tú không có thể nào đồng hành trực tiếp tại cái buổi casting. Chuẩn bị quần áo xong rồi đó mà không có nên. Chị vẫn online theo với mọi người. Có gì chị sẽ nhắn tin cho em là ơi em ơi chọn bạn này nha, đừng có bỏ. Dạ chắc chắn là tụi em sẽ cố gắng. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Yeah, vậy thì bắt đầu chương trình nào. Mình tên là Long Hoàng Oanh, năm nay mình 19 tuổi. Mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái phần thi hôm nay. Hôm nay thì mình đã trang bị cho mình một thân hình thật là khỏe khoắn, kỹ năng cắt quốc thật là tốt để chinh phục các vị huấn luyện viên. Hôm nay mình đã bay từ Hải Phòng đến thành phố Hồ Chí Minh để tham gia Miss Fitness Việt Nam. Để đến cuộc thi ngày hôm nay mình đã chuẩn bị về kỹ năng cắt quốc, vóc dáng để phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Miss Fitness thì có Miss và Fitness. Mình nghĩ là Miss thì mình cần có thời gian để trau chuốt và học hỏi. Còn Fitness thì mình nghĩ là mình cũng có một chút rồi. Mình đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi này cho nên là phải đục nước thôi.
Mình tên là Thùy Linh, mình đến từ Đắk Lắk. Mọi người hãy chờ đón phần thi của mình nhé. Mình như búp bê. Yes. Tuyệt nhỉ. Đến với buổi casting ngày hôm nay thì Phương Mai chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp với cả cá tính của mình, hy vọng là có thể gây được ấn tượng với ban giám khảo. Chúc mừng em. Mình là một người rất là tôn thờ vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ. Mỗi người phụ nữ sẽ có một cái nét đẹp riêng và không ai giống ai cả. Khi mà tới đây thì mình cứ là mình thôi. Mình thấy các bạn ở đây hầu như rất là đẹp. Cho nên mình nhìn mình mê luôn đó mọi người. Nếu mà bản thân mình không có thể đánh bại các bạn bằng ngoại hình thì mình sẽ xài cái sự hài hước và độ hoạt ngôn của bản thân để mà có thể chinh phục được ban giám khảo. Yes. Chúc mừng em. Em cảm ơn ạ. Wow. Mình đã có một niềm đam mê về fitness rất là lâu rồi. Và mình đã tập luyện cũng như là ăn uống dinh dưỡng 5 năm. Người đẹp ghê. Dễ thương lắm, một cái lúc rất là năng động. Em là một người rất là yêu thể thao. Yoga đã mang lại cho em một nguồn cảm hứng rất là lớn. Trước đây là em có một cái cân nặng hơn 100kg. Mà hiện tại thì em bao nhiêu ký nhỉ? Hiện tại mức cân nặng của em đang là 64kg. Mình đã giảm hơn 40 cân, mình nghĩ là khi mà mình làm được, tất cả mọi người ai cũng có thể làm được. Em điều chỉnh về chế độ ăn hợp lý, tập aerobic khoảng tầm 45 phút. Bây giờ em thử biểu diễn cái bài nhảy aerobic nào đấy cho mọi người cùng xem được không? Em hay tập giống mấy chị ở công viên ấy, thế nên là nó không được đẹp lắm đâu. Không sao, cứ là em. Rất là dễ thương. Tại sao bạn đến với cuộc thi này? Cuộc thi này là phù hợp nhất. Tại vì những cuộc thi khác thì có một cái mục tiêu gọi là tìm kiếm sắc đẹp thì em lại không có phù hợp. Và em thấy là cuộc thi này nó nhắm tới mình ở một cái hình thể nào mình cũng luôn toát ra cái sự tự tin đó. Nên là em đến đây để em đem đến một cái gì đó lạ. Mình là Kiko Chan, năm nay mình 31 tuổi. Mình chọn bộ outfit rất là hoành tráng như này bởi vì mình muốn mô phỏng lại thiên thần Victoria's Secret ngày hôm nay. Ok, cảm ơn em. Duyên không có lựa chọn bởi vì rằng các bạn ấy không có phù hợp với tinh thần của chương trình. Có một vài bạn thì Duyên cảm thấy là các bạn còn quá trẻ. Kỹ năng của các bạn ấy thì gần như là không có. Nên là để mà tham gia vào một cuộc thi hoa hậu thể thao mà có rất nhiều thí sinh mạnh như thế này thì nó thực sự chưa phải là một cái khoảng thời gian để phù hợp các bạn có thể tham gia. Wow. Wow. Mình là Thiếu Lan. Nhưng đó là của quá khứ rồi. Thiếu Lan cá mèo đang đứng ở đây ở hiện tại và mọi người thấy một Thiếu Lan như thế nào? Bạn thể hiện một cái sự cá tính khá là mạnh mẽ, mặc dù chúng tôi cũng đang tìm kiếm những cô gái rất là năng động. Nhưng mà mình vẫn đang là một cuộc thi hoa hậu, bạn sẽ cần tiết chế một chút. Đây là một cuộc thi hoa hậu. Lý do vì sao bạn lại lựa chọn một cái trang phục nóng bỏng như thế này? Mình thấy nó khá là phản cảm. Em biết mọi người sẽ đánh giá, nhưng đối với em cảm thấy thoải mái về nó và em tự tin khi mà mặc nó. Và phải hiểu một điều như thế này này, ở mỗi cuộc thi á, nó sẽ luôn có một cái nền tảng bất di bất dịch trong cái ý thức của mọi người về cái việc đấy rồi. Đây là vòng đầu tiên. Không nhất thiết em là một cái nhân vật hoàn hảo đứng trước mặt chị. Cái lời góp ý của ban giám khảo giống như yeah đi cái sự hoang dại của cá mèo. Chị không nghĩ đây là một sân chơi phù hợp với em. Cái tố chất mà em có, em phù hợp làm người mẫu hơn. Cái này chị nói chân thành. Hoa hậu không phải là người thích làm gì thì làm, thích mặc gì thì mặc, và thích thể hiện cái tôi cá nhân. Cái vấn đề lớn nhất đối với chị là ở cái thái độ của em. Câu trả lời đầu tiên mà em đang nói với chị không phải là dạ vâng em xin lỗi, mà cái em đang trả lời với chị rằng là em đang muốn thể hiện cá tính của em nó là như vậy. Em xin lỗi chị, em đã phản bác lại khá trẻ con. Em cũng không phải là một người hoàn thiện. Em hứa và sẵn sàng thay đổi để tốt hơn. Em sẽ học tập điều đó. Okay. Nó là một cái giá trị đối với em. Em là một người rất là có tiềm năng. Thì bây giờ chị đang muốn cho em một cơ hội nữa để em có thể thuyết phục chị và hứa với chị trong một trang phục kín đáo hơn, ok? Em ghi nhớ, em hứa. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đến với Miss Fitness Việt Nam.
mình là một đứa đã từng béo ú. Vậy nên là cái mục tiêu của mình khi mà đến chương trình là mình có thể được lan tỏa cái động lực tập luyện này đến với mọi người. Xin chào mọi người, mình là Trần Thanh Tâm. Mình đã cố gắng giảm cân nè, tập thể hình, và nói chung là có thể nó sẽ không được như mong muốn lắm, nhưng mà mình cảm thấy là mình đã thay đổi khá là nhiều để có thể phù hợp nhất với cái cuộc thi này. Bạn đến đây với một cái đôi giày thể thao rất là thoải mái, nhưng nếu như bạn trở thành một hoa hậu thì ngoài đôi giày thể thao chắc chắn bạn phải làm quen với đôi giày cao gót. Tôi muốn các bạn diễn ra ngoài kia mượn một đôi giày cao gót và cho chúng tôi xem những bước catwalk của các bạn như thế nào. Mọi người thấy sao ạ? Rất sắc hơn rất nhiều. Rất nhiều luôn. Tôi thấy bước chân của bạn Thanh Tâm khá là tự tin, nhưng mà Xuân Anh có vẻ còn chưa được thoải mái lắm. Dạ vâng ạ, thật ra là trước giờ thì em rất là ít khi đi giày cao gót ạ, hơi bị run. Thật ra chị nhìn cái cách mà em đi cao gót ạ, chị thấy là em có cái sự tự tin ở trong đấy rồi. Chỉ có cái là mình chưa có kỹ năng. Khi mà mình đi cao gót là chỉ có cái chân của mình, hai cái hông của mình nó đánh như này thôi. Đó, chứ không phải là nó nảy cả người lên như này. Đó. Pập, 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 pập. Mọi người thấy sao ạ? Quá tuyệt vời. Thử thách thứ hai, Kỳ Duyên và Thúy Vân đã bao giờ nhảy TikTok chưa? Cái gì có thể biết làm, nhưng mà có duy nhất hai cái em không thể làm, đó chính là nhảy và hát chị ạ. Vậy thì ngày hôm nay hãy truyền cảm hứng cho hai vị giám khảo của chúng tôi ngồi đây bằng một điệu nhảy mang tính tinh thần thể thao. Chị em xấu hổ đúng không? Chị sợ con chị thấy những cảnh này thôi. Dạ vâng, thì cái này nó chỉ có tổ hợp là 3 động tác thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ để tay ra cổ này. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thật thật nhá. Mano. Mano, mano, mano. Các bạn biết điều gì không? Lúc nãy khi mà tôi nhìn các bạn catwalk, Xuân Anh khá là lúng túng. Nhưng mà khi mà chuyển sang nhảy TikTok thì bạn là master. Và hai huấn luyện viên lại trở thành hai học viên. Qua cái này thì mình muốn nói điều gì? Không ai giỏi tất cả mọi thứ, nhưng nếu chúng ta học, chúng ta sẽ làm được. Em sẽ cố gắng là hoàn thiện bản thân mình hơn để em có thể trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình ạ. Khi mà em bước vào cuộc thi này thì em nghĩ mọi người sẽ đặt một chút niềm tin nào đó đến với em cũng như là chị Lê Xuân Anh để xem cái sự thay đổi cũng như sự phát triển của tụi em như thế nào trong chương trình. Ngoài kia thì có rất nhiều ý kiến trái chiều rằng là chương trình đang dùng các bạn để viral cho chương trình. Nhưng mà thực sự là ngày hôm nay tất cả những gì các bạn thể hiện ở đây đã cho bản thân tôi cũng như tất cả khán giả nhìn thấy rằng các bạn đang thực sự nghiêm túc với chương trình, chứ hoàn toàn không phải các bạn đến đây chỉ là một cuộc dạo chơi. Đó là lý do tại sao mà tôi đưa ra thử thách cho các bạn, bởi vì tôi muốn xem các bạn có thực sự khao khát hay không. Các bạn có thể nói cũng đã là những người nổi tiếng ở một góc độ nào đó, nhưng mà khi đứng trước ban giám khảo thì các bạn tỏ ra rất là khiêm nhường. Chúc mừng các bạn. Kiểu mình cảm thấy như mình được công nhận ấy, nên là anh Phúc à. Rồi, sao bạn có thể đi được đôi giày này ta? Đôi này là 30 phân đó. Đầu tư quá. Đáng lẽ là phải đưa nô nhé, khi nào dọn hết cái này mới say yes. Phần thi hình thể trong trang phục bikini là một cái phần thi mà tôi cảm thấy rất là thú vị và thực sự nó rất là phù hợp với tinh thần của cuộc thi Hoa hậu thể thao Việt Nam.
đây cũng là một cái phần thi để có thể đánh giá được là cái việc mà cái cơ thể của các bạn thí sinh có thực sự là săn chắc hay không. Nên là bạn nào mà tập một cái á, là mình nhìn biết liền là trên người sẽ có cơ hay là ở những cái vùng cơ thể nó sẽ nhìn sẽ rất là săn chắc. Body trông đã. Em ơi, đi vào cũng phải ra hoa hậu chứ, mình đi chạy vào. Xinh quá. Chúc mừng em. Oh. Wow. Số đo hiện tại của mình là 86, 59 và 93. Mọi người sẽ hay nói là mình có một cái vóc dáng không được như là ở trên bức ảnh. Và đây là vóc dáng hiện tại của mình. Quá năng lượng. Xin chào, mình tên là Chu Lê Vi Anh. Vi Anh là một người lần đầu tiên đi thi này bỡ ngỡ thì mình gọi là cá con hay gà con thôi, mình chưa biết gì cả. Về catwalk rồi về trình diễn nó thực sự là bản năng chưa được ai dạy dỗ cả. Tôi muốn nhìn thấy tinh thần thể thao của bạn. Dạ em có thể chơi môn bóng chuyền ạ. Wow. Em có thể nhảy kiểu Michael Jackson. Okay. Wow. Có lẽ đặc sản của chương trình đó là chúng ta gặp được rất là nhiều những tài năng. Thật sự đó là những cái điểm mà Vân cảm thấy rất là thích ở các bạn Gen Z. Em là một người rất là yêu thích cái bộ môn Muay Thái. Và trong Muay Thái thì có một câu nói mà em rất thích, đó là phòng thủ để tấn công. Và em đã phòng thủ cả cái tuổi thơ của mình. Và hôm nay em đến đây để tấn công cái tuổi thơ đầy ám ảnh đấy của em. Em là một nạn nhân của xâm hại tình dục ở trẻ em. Nhưng mà em đứng ở đây để vượt qua chính cái nỗi ám ảnh của mình và khẳng định là mình ạ. Em muốn giữ được cái trạng thái ổn nhất nên là em sẽ chưa chia sẻ ngay trong ngày hôm nay. Em hiện tại thì đang xúc động cho nên là chị nghĩ là chị sẽ không hỏi thêm em gì đâu. Hãy giữ tinh thần cho những buổi sau nhé. Miss Fitness Việt Nam có được những cái vòng thi đặc biệt để hiểu được thí sinh ngoài bề ngoài thì các bạn còn có gì để mang đến chương trình. Từ lúc mà em bắt đầu vào nghề, có rất nhiều anh chị nói em là em giống chị Hoàng Thùy. Có dù em make up như thế nào, tất cả đều nói em là bắt chước, ăn cắp rồi cố tình làm cho giống. Nhưng mà thật sự cái mặt em như vậy, giờ muốn không giống thì em phải đi phẫu thuật thẩm mỹ để không giống hay sao? Em chỉ có 60% giống thôi. Và em là một con người hoàn toàn khác, một cá thể khác. Em chia sẻ những bức xúc nhưng một cách rất văn minh. Chị tin là những khán giả ngày hôm nay họ chắc chắn sẽ có một cái suy nghĩ hoàn toàn khác về bạn. Về vấn đề có em bé, em cảm thấy nó không cần thiết. Con cái là một cái điều rất là trân trọng và ông trời ông cho mình. Cái chuyện là có cần thiết hay không, đấy là một cái vấn đề khác hoàn toàn. Em cũng đã nói là đây là quan điểm riêng của mình, đó là quyền cá nhân thôi. Chị cảm nhận em là một người có cá tính rất là riêng. Và cái sự đặc biệt đó nó thể hiện về cái quan điểm của em như thế nào. Cá nhân chị chỉ luôn tôn trọng cái quan điểm của người khác. Thì chị chỉ muốn nhắc em một cái là bây giờ mình đang tham dự vào trong một cuộc thi pha hậu một tầm cỡ quốc gia như thế này. Thì cái cách an toàn nhất về những cái vấn đề mà nó nhạy cảm trong cuộc sống như thế thì mình hạn chế lại cái đó thì nó sẽ tốt hơn cho em về sau này. Cảm ơn chị. Em thích sự xinh đẹp, sắc sảo của chị Kỳ Duyên. Nhưng mà thật sự cái hình mẫu mà em hướng tới đó là chị Thúy Vân. Sự xinh đẹp hay sắc sảo gì thì cũng sẽ phai mòn theo thời gian thôi. Ý em là chị sẽ phai mờ theo thời gian hay sao? Có thể là em hơi run nên em sử dụng từ ngữ nó chưa được tốt lắm. Lần sau trước khi mình nói cái gì á thì mình suy nghĩ kỹ một chút xíu để mà tránh sử dụng những cái từ ngữ giống như là tình huống vừa nó xảy ra nha. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Theo em tìm hiểu được, hoa hậu là một món quà để trưng bày, còn người mẫu là giống như một cái xào để mén đồ lên cho mọi người ngắm. Hoa hậu không phải là món quà, người mẫu không chỉ đơn thuần là một cái xào đồ. Khi mà em nói như vậy chị cảm thấy em không biết là em đang ở đâu, em là ai, mà em tham gia cuộc thi này làm cái gì. Và cái thứ hai, cái cách mà em đang nói chuyện sẽ làm tổn thương đến những người
đang làm cái ngành nghề như chị. Dạ, dạ em xin cảm ơn chị. Ok, bản thân của em hiện tại cần thêm nhiều kinh nghiệm nữa hơn để có thể hiểu được về chương trình cũng như là hiểu được về cuộc thi. Anh xin phép, anh say no. Rồi, cảm ơn em nhé. Thank you em. Chị có đọc ở trong này là em có một cái niềm đam mê diễn viên, nên là những cái vai quần chúng em cũng diễn đúng không? Mọi người cứ nghĩ là vai quần chúng thì mình sẽ không tham gia, nhưng mà em thấy là vai quần chúng rất là hay. Cái cảm giác mà sống với đam mê nó thích lắm, em không thể nào mà tả được. Vậy em có thể diễn một cái gì đó ở đây để ban giám khảo hiểu được về cái đam mê của em hay không? Ê, bộ đồ này đẹp không? Bộ đồ này mình thấy đẹp đó, nhưng mà mình thấy bạn không có đẹp. Chứ nhìn bộ đồ mặc thế kia thì cũng hơn gì đâu. Mình thấy ít nhất là nó một cái màu sắc rất là sáng sủa, chứ nó không phải là một cái màu đen u tối giống như cái tính cách của bạn. Không nhìn thấy thần thái à? Này đủ thần thái chưa? Cũng ra gì đấy. Ừ đúng rồi, ra gì mới ngồi ở đây chứ. Nhưng mà không bằng đây đâu. Bác sĩ đến rồi kìa. Ôi, bác sĩ đằng sau rồi kìa, đến rồi. Đã đi thi chương trình xong đâu mà không muốn đâu. Thông cảm nhé mọi người. Đây là bệnh nhân bên bệnh viện của tôi. Thôi được rồi, đi về. Rồi, ok, cảm ơn em. Những cái mà em diễn là những cái gì mà ngày trước em đã từng trải qua. Thực ra là từ bé đến bây giờ em cũng xuất thân trong một gia đình không có điều kiện một chút ạ. Ngày nào mà đi học thì em cũng phải nghe những cái lời nói và những cái bạo lực mà người ta đè nặng người mình. Có một thời gian là em bị trầm cảm mất 2 tháng. Bởi vì là vì mình trầm cảm nên không có thể chia sẻ được, nên em đã quyết tâm để thi vào nghề diễn viên để của mình có thể bộc lộ cảm xúc hết ra ngoài, để có thể chia sẻ được với bố mẹ của mình. Anh có sự đồng cảm với em. Ngày xưa anh cũng đã từng là một diễn viên quần chúng. Và anh cảm thấy rằng anh chưa một giây, một phút nào anh hết khát khao về nó. Anh luôn mong rằng em sẽ có một cái khát khao độc lập từ anh. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn câu chuyện của bạn. Chúng tôi đang tìm kiếm những Miss Xuyên Việt Việt Nam là những cô gái dám thay đổi, dám sống. Không ai sinh ra hoàn hảo, mỗi người sẽ có một câu chuyện. Quan trọng cái cách chúng ta đối mặt với những chuyện đấy như thế nào. Và tôi hy vọng rằng là bạn cũng là một cô gái sẽ truyền cảm hứng tích cực đến cho những cái cô gái khác bằng câu chuyện của chính mình. Em cảm ơn ạ. Như vậy, trải qua 3 vòng casting đầy bất ngờ và thú vị, 42 ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu thể thao Việt Nam Miss Tennis Việt Nam 2022 đã chính thức lộ diện. Đó chính là Nguyễn Thiếu Lan, Đặng Thị Lan Nhi, Chu Lê Vi Anh, Nguyễn Quỳnh Như, Đoàn Thu Thủy, Nguyễn Công Phương Mai, Nguyễn Thủy Vi, Đinh Thị Liên, Trương Thị Hoài Sa, Bùi Thị Thanh Nhàn, Lê Phương Thảo, Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Ngô Thị Mỹ Hoa, Lê Thị Trung Tâm, Nguyễn Lê Kỳ Duyên, Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Thị Kiều My, Lê Thanh Ngọc Huyền, Nguyễn Thùy Dương, Phan Thị Thảo Vân, Nguyễn Thị Diễm Trần, Trần Hoài Thương, Bàn Hồng Trang, Hà Mỹ Nhi, Lê Thị Bận, Đăng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Ánh Ngân, Thu Thị Ánh, Nguyễn Thị Thu Cúc, Đặng Thị Trang Trinh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Thị Hoài, Trương Thị Huyền Thương, Nguyễn Thị Thắng Tiên, Phùng Thị Thủy, Nguyễn Thị Trà My, Võ Bạch Mỹ Linh, Trần Thị Thanh Tâm và Lê Xuân Anh. Bốn mươi hai cô gái đã sẵn sàng để đến với vòng chọn đội cùng 3 vị mentor xinh đẹp và tài năng. Mentor Minh Tú, siêu mẫu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á. Mentor Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2014. Mentor Thúy Vân, Á hậu quốc tế, founder quỹ Inspire by She. Ai sẽ là người tìm ra Hoa hậu thể thao Việt Nam Miss Tennis Việt Nam mùa đầu tiên? Vòng chọn đội nó rất là quan trọng. Mình mong muốn rằng là mình có thể có một cái điểm chạm để mà mình cùng nhau làm việc và cùng nhau phát triển nhiều hơn ở trong cuộc thi này. Nếu có một từ để miêu tả về team Thúy Vân thì Vân nghĩ đó sẽ là văn minh. Văn minh trong tư duy và trong suy nghĩ. Thúy Vân đang chờ mong những thí sinh phù hợp nhất sẽ về với đội của Thúy Vân. Kỳ Duyên và Thúy Vân đã có cơ hội gặp các bạn trước đó, đâu đó sẽ dễ có cảm tình với các bạn hơn. Nhưng mà Minh Tú tin chắc rằng là ngày hôm nay khi Minh Tú xuất hiện tại đây, năng lượng của Minh Tú, những cái kinh nghiệm của Minh Tú và cái tình cảm từ trái tim của Minh Tú sẽ chạm đến các bạn.
Đến với vòng chọn đội, Miss Phoenix Việt Nam sẽ mang đến cho 3 vị huấn luyện viên một bất ngờ vô cùng thú vị. Đó chính là tấm phong bì chặn. Trong 5 lượt chọn đầu tiên, mỗi huấn luyện viên sẽ có một lần duy nhất để chặn một thí sinh bất kỳ về đội của một trong 2 vị huấn luyện viên còn lại. Rất là nhẹ nhõm tại vì mình đẩy ra được một huấn luyện viên. Cái này cũng hơi khó nghĩ nè nha. Duyên rất là háo hức và thật sự mình cảm thấy rất là thú vị. Vân cũng cảm thấy thú vị. Đây nó cũng sẽ là một bài test cho cái chiến lược của các huấn luyện viên. Quyết định sẽ được đưa ra ngay trước khi buổi chọn đội bắt đầu. Trong cuộc sống mà luôn luôn sẽ có những cái quân cờ của vũ trụ gửi tặng tới, giống như vũ trụ sẽ gửi đến em là chị nè. Tôi đã nhận lại được một phong bì của chương trình Hoa hậu Thể thao Việt Nam Miss Phoenix Việt Nam 2022. Và ngay tại đây là một phần thi vô cùng quan trọng. Phần chọn đội. Và ngay bây giờ đây thì anh đang rất nóng lòng chờ đợi thí sinh đầu tiên. Xin mời thí sinh đầu tiên, Ngô Thị Mỹ Hoa đến từ Khánh Hòa. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mỹ Hoa. Năm nay mình 23 tuổi và mình đến từ thành phố Nha Trang. Thì mình là một cô gái cực kỳ yêu thích cái vận động. Và mình mong muốn mình có thể lan tỏa được cái lối sống tích cực đó đến cho tất cả mọi người. Xin chào Mỹ Hoa. Dạ, em chào anh chị ạ. Chúng ta sẽ giơ cái bảng lên xem ai sẽ là người chọn lựa nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, căng thẳng đấy. Em phải suy nghĩ thật bình tĩnh nha. Dạ, bạn có một cái sự chỉn chu, mình đánh giá rất là cao cái điều đó. Khi mà mình là một người nghệ sĩ á, thực sự nó là một cái rất là cần có. Mình cũng để ý nhá, là đôi chân kia là tập squat nhiều đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Phải nói là em thực sự rất là đam mê bộ môn tập gym. Chị rất là đánh giá cao những bạn trẻ mà thế hệ Gen Z bây giờ á. Chị sinh năm 96 mà đúng không? Thì chúng mình cũng khá là gần tuổi nhau. So với hai chị ở đây thì các chị là người lớn hơn chị. Chị nghĩ là ở một thế hệ nó sẽ có những cái khác nhau nhiều đấy. Đối với Minh Tú thì tuổi tác nó không phải là một cái vấn đề quá to lớn để quyết định là mình có thể kết nối với một người hay không. Quan trọng là mình có chịu mở lòng để kết nối với họ hay không. Duyên đã có điều kiện để mà làm việc với rất là nhiều các bạn Gen Z. Về tuổi tác á, nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Nhưng mà quan trọng nhất là bản thân bạn Mỹ Hoa, bạn ấy muốn cái điều gì thôi. Em thấy bộ đồ ngày hôm nay chị bận không? Chị cũng rất là phá cách đúng không em? Có nghĩa là chị cũng open ra để đón nhận những chị cái năng lượng mới. Chị 18 tuổi mà, chị Tú. Chị 18 mà. Đúng chị rồi, có nghĩa là mà. Trên chứng minh nhân dân thì chị 30 nhưng mà trong tâm hồn của chị mãi mãi là một đứa trẻ. Nếu mà xét về lứa tuổi, em sinh năm 99 là em tuổi con mèo. Chị năm 91 là chị tuổi con dê, em hiểu rồi phải không? Hợi mèo mùi. Người Việt Nam và đâu đó chúng ta tin vào phong thủy. Thì em đã có sự lựa chọn rồi. Nhưng mà khi mà đứng tại đây á, thì em lại có một sự thay đổi. Anh biết là trong lý trí của em đã chọn một người rồi, nên hãy đi theo lý trí của mình nhá. Đừng vì những cái cảm nhận, đừng cái dẫn lối như thế này. Nói về hệ tâm linh là anh Dũng là không ok lắm em ạ. Trong cuộc sống á, mình hạnh phúc hay không á, nó phải được cân bằng giữa lý trí và con tim. Giống như trong dòng bát quái, em thấy không? Một bên đen là phải có một bên trắng. Nhưng mà chị có đồng điệu với em một cái câu chuyện như thế này. Em có chia sẻ là năm cấp 3 của em. Dạ. Em bị cô lập. Dạ đúng. Chị muốn lắng nghe câu chuyện đó. Khoảng 10 năm trước thì họ rất là chuộng những cô gái da trắng. Và em á, thì em có một cái làn da rất là đen. Bây giờ thì nó đỡ hơn rồi. Mà những cái người mà họ không cùng phía cái da trắng đó thì họ đều bị đẩy ra một bên như thế nào. Em không có kết bạn được. Và cũng không ai muốn kết bạn với em hết á. Và em tự ti. Em không có chia sẻ được với ai. Lên đại học thì em đã gặp được một người bạn. Bạn Tâm. Và bạn đã truyền cái năng lượng đó cho em. Và em nghĩ là mình còn phải biết yêu thương bản thân của mình. Em cũng muốn mọi người biết tới, đặc biệt là những người con gái. Phụ nữ là chúng ta còn phải yêu thương nhau, chứ không nên là ganh ghét hay là đố kỵ hay là so sánh với nhau.
chị cũng có làn da nâu. Mà thời của chị là cách đây rất là lâu rồi, phải gần là 18 năm. Chị rất là cao, chị rất là đen, chị thậm chí là rất là xấu. Và chị có rất là nhiều bắt nạt ở học đường. Nó thật sự để lại tổn thương cho chị. Khi mà chị nhìn thấy em trả lời ở đây á, chị cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Bởi vì em tự nhận thức ra được cái việc là em sẽ biến nó thành động lực để em vượt lên. Chị rất là thích năng lượng của em. Em cũng rất là thích chị luôn á. Em rất là thích chị, em thích chị lắm. Thích thôi nhưng mà chưa chắc nha. Đau tim. Chị rất là cảm ơn cái tình cảm đó. Với một thí sinh như em thì em chọn về đội nào chị cũng sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Em nhìn chị Thiếu Văn là em tới nhớ tới Nhật Tôm. Em rất là thích con nít. Em thích con nít hả? Nếu mà em về đội chị em cố gắng sản xuất ra nít sớm hơn. Like đồ đó dịu lắm. So cute. Em xin đưa ra quyết định của mình. Em nghĩ là em là con người sống và lý trí nhiều hơn. Em sẽ về với đội của chị. Em sẽ về với đội của chị. Chị Thiếu Vân, chị Thiếu Vân. Cảm giác mình rất là tuyệt vời luôn. Tại vì mình đã có một người mà mình rất là muốn có. Trước vẫn là chị Thiếu Vân và sau vẫn là chị Thiếu Vân. Không hề có sự thay đổi. Thật ra là lúc mà bạn nói lý trí là em đang rất là hồi hộp ấy. Nhưng mà chị rất là cảm ơn em. Sau này ví dụ mà Minh Tú có em bé thì nếu mà Mỹ Hoa muốn chơi với em bé thì cứ ghé nhà Minh Tú nha. Trời ơi, bạn giỏi quá à. Chúc mừng bạn. Cố lên nha bạn. Di chuyển cái năng lượng nó đang gần tới em rồi, anh hiểu không? Anh giống như là tự nhiên cái này thấy em tỉnh lại. Không được. Ủa, con bé nó đang rất là ôi, em đang đi đến đúng cái con đường rồi. Em ơi, tỉnh lại. Bạn đã hơi thiên về Minh Tú rồi. Nhưng mà một câu của anh Dũng thôi khiến cho bạn tỉnh lại và suy nghĩ và quyết định lựa chọn về một huấn luyện viên khác. Không có ai là lấy đi của ai cái gì hết. Chỉ là mình chưa có cơ duyên thôi. Nhưng mà anh sẽ lấy lại cho em những thứ đáng giá hơn như thế. Em luôn luôn thích cảm xúc đầu tiên. Tôi, Lê Thị Thu Tâm, Khánh Hoa. À, theo như chị biết thì là em là bạn thân của Mỹ Hoa, đúng không? Ngay từ lúc mà bạn Mỹ Hoa bước vào thì em cầu nguyện mong cho Mỹ Hoa hoàn thành tốt. Bởi vì trước đó Mỹ Hoa là một người rất là tự ti, rất là rụt rì. Hoa là đã về đội của chị rồi. Nếu như mà em về đội của chị thì như là đôi bạn cùng tiến rồi. Và nó sẽ tránh vào cái trường hợp là hai bạn trở thành đối thủ của nhau, ít nhất là trong những vòng đầu tiên. Thúy Vân ơi, mình chưa dơ bảng mà. Chưa có kết quả đúng không? Sẵn mình nói thì mình nói luôn vậy chứ kết quả thì chị chưa biết. Đối với anh Tú, khi mà dâng trào cảm xúc mà mình biết mình quá thích và rất thích là hành động là quyết định đầu tiên. Wow. Ba sự đồng ý, ba sự mời mọc. Em có một cái sự tự chủ ở trên sân khấu. Tuy nhiên cái nguồn năng lượng của em nó mạnh quá. Chỉ cần đi sai hướng thôi thì nó sẽ là để lại những cái hậu quả rất là khó lường. Chị sẽ là cái người ở đằng sau và níu em lại. Nếu như em đồng hành cùng với team của chị sẽ giúp đỡ em, tự em sử dụng năng lượng của em. Chứ không có cần là ê em níu lại, không có. Từ lúc đó em sẽ tự nhận thức được là ok, ở cái giai đoạn này mình nên sử dụng như thế nào. Mình phải hiểu thì mình mới thương, và mình thương thì mình mới giúp được. Thì chị nghĩ là chị hiểu được em. Thì chị hy vọng là em cũng hiểu được chị. Ngay từ trước khi mà bắt đầu cuộc thi thì trong đầu của em đã mường tượng là em sẽ về đội của ai. Sau khi mà được sự yêu thương của ba vị mentor thì em có sự lung lay. Đây thì tôi cũng thông qua thể lệ cuộc thi lúc đầu tiên tôi công bố với chương trình. Thì thí sinh Lê Thị Thu Tâm đã bị chặn. Thí sinh Lê Thị Thu Tâm đã bị chặn về đội của huấn luyện viên Thúy Vân. Qua sự lựa chọn của mentor Kỳ Duyên.
nếu như em có quyết định về đội của chị Thúy Vân cũng không được. Nên đây là cái duyên, cái số thôi. Cũng không biết là lý do tại sao Kỳ Duyên dặn Thu Tâm đến với đội của Thúy Vân. Tại vì Vân không có thể hiện ra là Vân thích Thu Tâm, thì Vân nghĩ là Kỳ Duyên cũng có cái lý của Kỳ Duyên. Chị nghĩ là nếu mà Duyên đã lựa chọn chặn thì chắc là Duyên rất là thích em, đúng không? Không, em nói chung là chị đưa lên cái bảng như thế này, nó là một cái sự thiện chí của chị dành cho em. Còn thực sự là cái nguồn năng lượng của em á, là nó rất là khác với chị em. Có những cái gọi là đồng điệu với cả chị Thúy Vân, giống như là hai cái nam châm cùng dầu với nhau thì nó sẽ đẩy nhau ra. Thì chị muốn là em nên thuộc team của một người nào đó, người ta có thể bổ sung cho em những cái mà em đang thiếu. Rất là bất ngờ luôn. Tú nghĩ cái vé chặn đó là chặn về Minh Tú. Những cái dự đoán của Minh Tú trước đó nó sai nha. Em nghĩ là em sẽ lựa chọn ngay từ cái phút ban đầu. Cảm nhận của em, cảm xúc của em như nào thì em vẫn giữ người như vậy, mặc dù có sự lung lay đó. Em xin phép được chọn về team của chị. Minh Tú. Oh, wow. Cảm ơn em rất nhiều. Cái người chị này rất là thẳng thắn. Những cái sự thẳng thắn đó giúp Tâm phát triển nhiều hơn nữa. Vui gì nha. Rồi, cảm ơn em. Minh Tú ơi. Dạ. Anh nghĩ là em nên nâng cái bảng đó lên. Không. Biết tại sao không? Đó là một bài học. Dù chị muốn nhưng mà chị sẽ là không. Đó là sự tự tôn để tạo nên cái giá trị của chị. Dù sao thì thể lệ chương trình thì vẫn là thể lệ chương trình. Em đã bị chặn. Xin mời Nguyễn Công Phương Mai. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Công Phương Mai. Năm nay mình 23 tuổi và đến từ Hà Nội. Wow. Đau đầu ở đây. Xin chào bạn chị ạ. Em tên là Nguyễn Công Phương Mai. Trước đây thì em học chuyên ngành kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Thì em mong muốn là bản thân có thể trở thành một người như cái quan điểm, như cái suy nghĩ của em nhá. Em hơi run ạ. Là bạn này rất là hồi hộp. Ai cũng sẽ như vậy thôi. Em là cô gái kinh tế quốc dân. Có thể là tại vì mình tập trung mình học những cái môn văn hóa nhiều quá mà vô tình nó làm cho mình cảm thấy rất là khó khăn khi mà mình phải nói về cảm xúc ở bên trong. Nếu như em chọn về đội của chị sẽ làm được nhiều thứ để giúp em hoàn thiện hơn. Chị nhìn được cái lúng túng trong cách diễn đạt của em, và những cái cách lúng túng đó thì vô hình chung nó làm cho những người lắng nghe người ta hiểu sai cái ý của em. Vì chị đã từng như thế rồi và chị biết rằng là cái cách làm như thế nào để mà thay đổi một cô gái như thế này. Chị nói được là chị sẽ làm được. Chị cũng nói được, chị cũng làm được lúc. Em có một nụ cười rất là xinh. Chị tự tin, đủ kinh nghiệm để có thể giúp cho em tỏa sáng theo cách riêng của em. Ở đây em nhìn rõ đây là ba cái cửa dẫn đường em đi này. Không biết là mình sẽ chọn con đường nào ở đây. Em xin được về đội của chị. Kỳ Duyên á. Trời ơi, mình rất là vui luôn á mọi người. Cảm ơn em rất là nhiều. Chị Duyên có một cái gì đó rất là kết nối với Mai. Thế nên là Mai đã chọn về đội của chị Duyên. Ừ, chào em. Mình là Lê Xuân Anh. Từ trước đến giờ thì hầu như là mình đều sẽ xuất hiện với một cái bộ quần và một bộ áo rất là thoải mái và năng động. Nhưng mà khi tham gia chương trình Miss Fitness Việt Nam, mình đã dám vượt qua những cái vỏ bọc của bản thân. Và mình dám bước đến một cái vùng không an toàn là mình mặc những cái bộ trang phục khác với mình hơn một chút. Thì mình đã tự tin hơn rất là nhiều. Em rất là thích nhảy và mỗi lần mà em được nhảy thì cảm giác như là em đang được bung những cái năng lượng của mình ra và được thỏa mãn bởi chính cái đam mê của mình ạ. Thế thì ngay bây giờ em có thể nhảy trong cái bộ
váy rất đẹp này được không? Khó nhờ, thơm, thơm cái này hơi khó. Em chỉ xin nhảy là 15 giây đúng không ạ? Keep a secret, kid. You got my mind on your body, and your body on my mind. Got a taste for the cherry, I just need to take a bite. Nhìn đẹp. Ok, vậy anh nghĩ là chúng ta bây giờ dơ bảng đi ha. 3, 2, 1, xin mời. Wow. Hiện tại bây giờ chúng ta đang có hai sự lựa chọn, Thúy Vân và Kỳ Duyên. Em muốn hỏi chị gì không? Tại sao chị không chọn em ạ? Lý do bởi vì mục tiêu ban đầu của chị muốn đến đây để chị gặp gỡ những màu sắc cực kỳ mới. Chị muốn chia sẻ và giúp đỡ những cái bạn mà chưa có nhiều cơ hội. Đơn giản thôi, không phải là chị không chọn em mà chị không yêu em. Chị rất thích em. Dạ, em cảm ơn. Dù em không được chị chọn ấy, thì em cũng rất là mong sẽ nhận được những lời góp ý cũng như là chia sẻ từ chị ấy, để em có thể hoàn thiện cũng như là phát triển bản thân mình hơn ạ. Bất cứ lúc nào em cần đến sự tư vấn của chị, em cứ mạnh dạn hỏi chị. Em cảm ơn ạ. Chị nghĩ rằng là chúng ta đã có những kết nối từ những cái ngày sơ khảo đầu tiên. Chị cũng có hay thấy bình luận khá là tiêu cực về em, nhưng mà khi mà chị tiếp xúc với em á, thì chị cảm thấy rất là bất ngờ. Bởi vì những cái mà em cho chị cảm nhận được nó hoàn toàn nó khác xa những cái đó. Không phải là đến cái vòng casting chị mới biết em, mà chị đã có cái ấn tượng về em. Nếu mà nói đúng khoảng 2-3 năm, chị rất là thích cái người mà hoạt bát và có một cái gì đó nó rất là tinh nghịch á. Chị thấy dễ thương lắm. Chị không có đánh giá dựa trên những video mà em đã quay hay là những cái thông tin hai chiều. Chị quyết định chị chọn Lê Xuân Anh. Tại vì chị có một nhiệm vụ với em, đó chính là khán giả phải hiểu được Lê Xuân Anh giống như là Thúy Vân đang hiểu Lê Xuân Anh. Em cảm ơn chị ạ. Nếu mà Xuân Anh về với đội của chị thì chị có thể chỉ cho Xuân Anh những cái kỹ năng để hoàn thiện cho nó tốt hơn. Và ngược lại thì Xuân Anh có thể chỉ cho chị nhảy nè. Sau cái này thì nếu mà bọn mình về với nhau thì chắc là chúng mình làm một cái clip nhảy chung với nhau nhỉ? Dạ. Có sẵn lòng không? Có sẵn lòng dạ. Dạy nhảy không? Dạ có chứ ạ. Thực ra thì anh thấy rằng là Minh Tú ơi. Dạ. Em có suy nghĩ lại không nhỉ? Không. Anh nghĩ là em nên nâng cái bản đó lên. Chị thì có trong đầu em nên thuộc về ai rồi. Nếu chị là em, chị sẽ chọn cái người họ từng té rồi nhưng mà họ không bỏ cuộc, đứng lên và đi mạnh mẽ hơn. Chị chỉ nói vậy thôi chứ chị không thể nào là ai hết. Mình cảm nhận được là chị Tú đang muốn đẩy Lê Xuân Anh về phía đội huấn luyện viên Kỳ Duyên. Không, thật ra chị Tú nói vậy thì em thấy ở đây ai cũng từng té rồi á, cho nên là sự lựa chọn là tùy bạn thôi. Dạ thì em thật sự rất là biết ơn và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được hai chị lựa chọn mình vào trong team ạ. Chị Kỳ Duyên thì trong suốt cái quãng thời gian em tham gia chương trình đến thời điểm hiện tại, em đã học được thêm rất nhiều những bài học từ chị Kỳ Duyên. Mặc dù hiện tại em chưa phải là thành viên của đội chị Duyên ạ. Em nghe là em thấy... Ôi, mình cảm nhận được cái cảm xúc của mình rồi là mình sẽ nghiêng về đội của chị Kỳ Duyên. Vì có những cái nét tương đồng giống nhau này. Đã thấy chị Kỳ Duyên lại còn rất là muốn học thêm về nhảy, về TikTok nữa. Tuy nhiên thể lệ chương trình thì vẫn là thể lệ chương trình. Mentor Thúy Vân, chặn em thuộc về đội của chị Kỳ Duyên. Wow, Minh Tú thật sự là bất ngờ luôn á. Tại vì mình không có nghĩ là hai người này sẽ đấu nhau. Một trong hai cái tên là chị Tú hoặc là Kỳ Duyên, Vân nghĩ là Kỳ Duyên sẽ quan tâm đến Lê Xuân Anh nhiều hơn, tại vì đã gặp ở vòng casting trực tiếp. Đó là lý do vì sao mà mình đã viết tên Kỳ Duyên vào cái phiếu chặn. Em đoán được mà. Chị Vân sử dụng quyền chặn này nó không giống cái lý do mà mình sử dụng quyền chặn với chị Thúy Vân rồi. Quyền là được trao như nhau và mỗi người có cái cách sử dụng khác nhau, nên là Vân chỉ làm theo suy nghĩ của mình thôi. Đây cũng là một cái chiến thuật khá là hay ho chứ. Hai tụi em không ai chặn chị hả? Chị rất xin lỗi gì. Nhưng mà bây giờ anh vẫn hỏi lại thêm một lần nữa là sau khi anh đưa cái bảng này lên đây thì Minh Tú lại có quyết định muốn nâng cái bảng của mình lên không để chiến đấu với Thúy Vân không nhở? Không.
Biết là sao không? Đó là một bài học. Mọi sự quyết định của mình lựa chọn và mình chịu trách nhiệm. Đó là luật chơi. Cho nên là dù chị muốn nhưng mà chị sẽ là không. Đó là sự tự tôn để tạo nên cái giá trị của chị. Chị cũng không biết được cái sự lựa chọn của em về huấn luyện viên nào. Nếu như mà em có lựa chọn kỳ duyên trong suy nghĩ thì chị thật sự chị xin lỗi. Lý do vì sao mà chị chặn duyên và chị chọn em thì chị đơn giản là chị muốn có em trong đội của chị thôi. Chị rất có lỗi với duyên nhưng mà chị lại càng cảm thấy chị may mắn khi mà chị đã đưa ra một cái quyết định như vậy. Tại vì chị có một thí sinh như em. Cảm xúc hiện tại của em thì đang như thế nào? Chị thấy một cái gì đấy nó hơi hụt hẫng trong em đấy. Hơi buồn một chút không? Có buồn không? Chị Thúy Vân ấy ạ. Thì bên cạnh chị Thúy Vân thì em thấy luôn luôn có một cái cảm giác giống như một người mẹ. Không em ơi, thương cho roi cho vò. Thì em luôn luôn được chị Vân kiểu bao bọc. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều vì chị đã lựa chọn em ạ. Em cũng sẽ cố gắng hết mình để trở thành một trong những thành viên mà chị cảm thấy tự hào ạ. Rồi, thôi chị Vân là như vậy. Chị Vân cho em gửi gắm Xuân Anh nhá. Vâng ạ, vâng ạ. Mình đang cảm thấy rất là vui và cảm thấy hạnh phúc khi được về team chị Thúy Vân. Cũng khá là bất ngờ khi mà Thùy Duyên Hồng có được nhảy chung với Lê Xuân Anh một clip trên TikTok. Cảm ơn các chị ạ. Tiếc nhỉ, mình không quay được clip nhảy chung nhỉ. Không sao, không sao, vẫn được, vẫn được. Không, tại vì như vậy là chị phải xin phép chị Vân đấy. Cho chị Vân là lại nói chị là này kia đấy. Có cho không? Quay ôm gì cái? Đâu em sao đâu, bình thường. Giờ mỗi người có một chiến thuật nên là mình tôn trọng điều đó thôi. Và rất là tiếc. Trở về cuộc thi của chị Thúy Vân. Cô nàng ngọt ngào, đầm thắm, dịu dàng. Và bây giờ mình nghĩ là mình cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn, ngọt ngào hơn, đầm thắm hơn, nữ tính hơn. Nên bây giờ em còn một tấm vé đúng không? Ừ. Tấm vé của em bây giờ quyền lực quá nhờ. Chị nghĩ nó sẽ là một lựa chọn rất là đặc biệt đối với chị. Xin mời thí sinh Trần Thị Thanh Tâm. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Thanh Tâm và hiện tại đang là một TikToker. Chân ráng thì cần gì? Dạ, chân ráng thì cần mỡ, nhưng mà em nghĩ trong chương trình này thì hết cần mỡ rồi ạ. Cần dầu ăn không calo ạ. Cái đồ ăn uống của em hàng ngày á, như thế nào? Em tập cardio, em có PT riêng của em và em ăn với chế độ ít clean. Hiện tại ở đây chúng tôi có những cái thiết bị tập tốt nhất của hệ thống phòng tập City Gym. Hãy sử dụng những thiết bị tập này để chứng minh cho tôi thấy bạn đã tập thế nào trong thời gian vừa qua. Hình như anh thấy là em ở trong bộ đồ này em tự tin hơn rất là nhiều đúng không? Em cảm thấy là bộ đồ này em cũng tự tin hơn. Em xoay ngang chị coi được không? Chị đang thấy là em là người có một cái chân khá là dài. Tuy nhiên thì mình thuộc một cái dạng kiểu eo bánh mì á. Mình không có cái đường cắt eo ở trong đó. Chị nghĩ rằng là em nên tập thêm nhiều về mông để cho cái phần hông này của mình nở ra một chút xíu. Dạ vâng. Thường chị sẽ tập với cái tạ 8 cân như thế này. Chị tập trong cái này. Mình rất là xúc động nên là khi mà chị Kỳ Duyên mặc một cái bộ đồ như thế, chị Kỳ Duyên vẫn đi xuống giúp mình vượt qua thử thách. Để tay dưới này này, xong mình hất lên. Khi mà mình ngồi xuống á, thì em sẽ phải siết cái phần hông của mình vào. Em thử tập chị xem nhá. Nào, em từ từ xuống này, rồi đẩy cái hông ra. Rồi, chậm thôi, cảm nhận cái phần mông. Đúng rồi. Thời gian vừa rồi là em mới bị F0 xong hả? Dạ vâng. Nãy giờ là làm những cái động tác mà nó mạnh mẽ như vậy, em có bị hụt hơi hay là gì không? Em cũng hơi mệt nhưng mà không sao, là vì em rất là vui khi mà đến với vòng Big Team ngày hôm nay ạ. Một tinh thần rất là lạc quan. Ok, thì bây giờ anh sẽ đến ha. 3, 2, 1, xin mời. Kệ mình. Không có một suy nghĩ nào là chị Kỳ Duyên sẽ chọn mình. Khi mà nhìn sang bên cạnh thì mình thấy là không ai chọn hết cả. Mặc dù là lúc đầu mình nghĩ rằng là Thanh Tâm sẽ về đội Chí Minh Tú cơ. Và Chí Minh Tú sẽ lựa chọn bạn ấy vì bạn đã ghi rất là rõ trong cái phần thông tin của thí sinh rồi. Đến bây giờ em còn một tấm vé đúng không? Ừ. Tấm vé của em bây giờ quyền lực đúng không nhỉ?
từ từ. Bây giờ anh sẽ mở ra xem là huấn luyện viên Minh Tú sẽ chặn ai. Wow. Hiện tại bây giờ thì duyên thì trời chưa quyết định cho. Anh đang nhắc cái chữ duyên ở đây. À. Trời ơi, làm ơn là không có tên của chị Kỳ Duyên ở trong cái phiếu chặn đi. Chị nghĩ nó sẽ là một lựa chọn rất là đặc biệt. Đối với chị sẽ giúp người ấy nhìn nhận mọi thứ nó tích cực và vui vẻ hơn. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Nói chung là mình sẽ bình tĩnh, hít thở. Hiện tại bây giờ thì duyên thì trời chưa quyết định cho. Anh đang nhắc cái chữ duyên ở đây. À, chị Tú ơi, nếu như mà chị Tú mà ghi tên của chị Duyên vào phiếu chặn thì thật sự em không biết em sẽ như thế nào nữa. Be happy. Vui mà. Be happy. Có rất là nhiều cái sự bất ngờ mà mình không hề nghĩ tới luôn đó mọi người. Minh Tú để phiếu trắng là mình không chọn quyền chặn nào hết. Tại vì đến với cuộc thi này với một cái tâm thế vui vẻ nhất, lạc quan nhất. Mình cảm thấy hơi bất ngờ, tại mình hơi ngây thơ. Tại vì mình nghĩ là luật mà đã ra chơi thì mình phải bắt buộc mình chơi theo kiểu như vậy. Good job, good job. Minh Tú không chặn ai cả. Trong thời điểm hiện tại thì em chắc chắn sẽ thuộc về đội của chị Kỳ Duyên. Chúc mừng em. Dạ vâng, em cảm ơn mọi người ạ. Lết vô chị Tú. Okay. Em chúc mừng em Kỳ Duyên. Đã vào team của Kỳ Duyên. Lê Thanh Anh và Trần Thanh Tâm. Quá okay. Công này. Chúc mừng em. Xin mời thí sinh 224 Nguyễn Thị Thu Cúc đến từ Hồ Chí Minh. Chị muốn lắng nghe em chia sẻ kỹ hơn cách em tập luyện thể dục thể thao, về lối sống. Thú thật luôn á là em không phải là một người ăn uống khoa học. Em rất là hay nhậu. Wow. Em nói thật là em hay nhậu thiệt. Bây giờ thì em còn hay uống cồn không? Vẫn còn chứ chị ạ. Lâu lâu kiểu... Dạ không lâu lâu đâu, thường xuyên á. Mà em có nghĩ là em sẽ tiết chế nó lại, kiểm soát cho nó phù hợp với sức khỏe và lối sống của mình không? Em đang tiết chế rất là nhiều. Thật ra đêm qua em cũng có đi nhậu. Nhưng mà cái lúc mà em nhậu á nha, là em suy nghĩ thiệt. Em nói là chết rồi, ngày mai mình quay hình. Mà mình uống vô á là ngày mai chắc chắn là cái mặt mình rất là xấu. Cho nên là tối qua đúng 11 giờ cái bon là em đứng dậy em đi về. Và mọi người ai cũng bất ngờ luôn. Thế bình thường là đến 3 giờ sáng hả? Bình thường là tới sáng 7 giờ sáng ta phải dụ luôn. Wow. Em nên thay đổi. Mình sẽ phải hiểu cái sức khỏe mình ở đâu và cái gì nó quan trọng nhất. Chị không có đánh giá cái việc là em chia sẻ nó theo hướng nhạy cảm. Tại vì bản thân ai cũng từng nhậu hết. Chỉ có điều là khi mình lớn lên thì mình nhận thức ra được rằng là sức khỏe quan trọng cho mình. Dạ, em cảm ơn chị Tú. Cúc rất là hy vọng mọi người có thể tiết chế lại cái việc uống bia. Cái gì cũng vậy, ít vừa vừa thôi là tốt. Vậy bây giờ anh sẽ đếm nha. 3, 2, 1, xin mời. Chị nhất định là chị phải dơ, dù sự lựa chọn của em như thế nào, dù hai người còn lại có chọn em hay không. Em chân thật là một cái điều đáng trân trọng. Nếu như mà chúng ta đi cùng với nhau thì chị sẽ cố gắng bằng cái tình cảm của chị giúp cho em phát triển nhiều hơn. Và mình lựa những cái lúc nào mình nói cái gì nó phù hợp hơn. Tự nhiên em thấy thương chị Vân quá à. Hồi cái lúc mà em thi qua Hồ Hoàng Vũ là em có thi chung với chị Vân. Lúc mà em bị Covid á, em rất là khó khăn. Chị Vân là người hỏi thăm và giúp đỡ cho em. Đầu tiên mình muốn giúp, mình phải giúp những người xung quanh mình trước. Nó là một cái duyên ấy. Và Vân rất là trân trọng khi mà được gặp các bạn. Nhớ nha, phải thay đổi lối sống nha. Thật ra thì bạn là một người có rất là nhiều những cái tổn thương ở bên trong. Nếu như em biết cách thay đổi bản thân của em có thể truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Hứa với mọi người là lần sau gặp lại Thu Cúc sẽ khác hoàn toàn nhá. Tới cuối cùng thì cái người giúp đỡ mình vẫn luôn là chị Vân vậy đó. Cái tính nó cũng hay nói linh tinh á. Cho nên cũng có nhiều vấn đề chắc là phải nhờ chị Vân giúp đỡ và góp ý với em rồi.
tên là Chu Lê Vi Anh. Mình đã có khoảng 8 năm là vận động viên của đội tuyển Hà Nội và có khoảng 100 huy chương cấp quốc gia. Ngoài ra thì với bơi lội thì mình cũng có 2 huy chương vàng cấp thành phố nữa. MC của đài truyền hình mà đúng không? Hiện tại thì em đang tham gia các cái chương trình của đài truyền hình Việt Nam, ví dụ như là S Việt Nam, VTV Travel, ẩm thực đường phố hay là hành trình thông minh ạ. Em là một người mà rất là yêu thể thao, vì vậy nên là em muốn mang cái tinh thần thể thao đến với cuộc thi này. Wow. Dễ hiểu mà. Wow. Vi Anh là một trong những thí sinh ở trong top 3 bằng mọi cách là chị phải có cho đội của chị. Em gần như là một cái whole package. Em đang là hình mẫu của một nữ lãnh đạo trẻ. Và bản thân chị là một người đang làm rất nhiều thứ vì nữ quyền. Chị cảm nhận được là cái sứ mệnh mà chị đang làm á, em có thể giúp đỡ được chị. Và ngược lại, chị cũng có thể giúp đỡ được em. Nhưng mà cuộc thi này của mình là Hoa hậu thể thao, chứ không phải là cuộc thi Shark Tank hay là cuộc thi tìm những nhà lãnh đạo trẻ. Mình thấy nó đang hơi bị lạc đề á mọi người. Đến cuối cùng mình tìm kiếm một người ở đây, nó là một Hoa hậu thể thao Việt Nam. Khả năng lãnh đạo rồi những cái liên quan đến như vậy, thật sự nó là những cái rất là vĩ mô. Không em, chúng ta định nghĩa lại Hoa hậu là như thế nào. Một Hoa hậu, các em phải đại diện được cho giới trẻ để truyền cảm hứng. Và truyền cảm hứng ở đây đó chính là những yếu tố thể thao mà em đang có. Chị thì chị thật sự là không có những cái tư tưởng nó quá xa vời hay là nó quá nặng nề hay là nó quá áp lực đối với Vi Anh. Nữ quyền nó không phải là một cái gì đó xa xôi hết, mà nữ quyền là chúng ta có những ước mơ và chúng ta bình đẳng để mà thực hiện ước mơ đó. Vi Anh bây giờ đang ở cái độ tuổi là 24 ấy, cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi thanh xuân nhất của một người con gái. Thì chị luôn mong muốn là mình đi gần trước, xong rồi mình đi từng bước mình sẽ đi đến những cái mức độ xa. Rồi, để chị giải tỏa bớt cho em nha. Chị nghĩ rằng một hoa hậu là một người có một cái tiếng nói để giúp xã hội tốt hơn. Không chỉ ở nữ quyền mà còn rất là nhiều cộng đồng khác. Trẻ em, người già, người khuyết tật, cộng đồng LGBT. Và chị hy vọng rằng chị có thể cùng em mang đến nhiều cái điều tích cực hơn trong cuộc sống. Bị cả ba huấn luyện viên hút hồn luôn. Không những là họ đẹp mà họ cũng có những cái quan điểm rất là cấp tiến và văn minh. Mời sự lựa chọn của em. Khó nhờ. Em sẽ chọn về đội của chị. Tim mình muốn rớt ra ngoài. Chọn về đội của chị Kỳ Duyên ạ. Wow. Yes. Chúc mừng Kỳ Duyên. Em giỏi lắm, em rất là giỏi. Chị thực sự thì rất là hâm mộ cái tài năng của em. Một cô gái 24 tuổi mà có quá nhiều thành tích ở thể thao như vậy. Cố gắng nhá. Chị Kỳ Duyên giống như một cái người bạn thân cấp 3 của Vi Anh vậy. Rất là thiện cảm, rất là đáng yêu. Squad of bad girls and they down to ride. I'm the CEO, I was born to shine. I'm a girl boss till I die. Em xin chào ban giám khảo, em tên là Nguyễn Thiếu Lan, năm nay em 25 tuổi. Em là một trong những thí sinh mà làm cho chị phải gọi là suy nghĩ rất là nhiều. Chắc là em không thể nào em quên được cái hôm casting đầu tiên của hai chị em mình đúng không? Ngay cái ngày casting đầu tiên thì Thư Lan đã cho mình một cái cảm giác nó rất là dội. Khi Thư Lan để tóc trắng đi lên phần casting thì chị Kỳ Duyên đã không hề thích Thư Lan luôn. Mình thấy nó khá là phản cảm. Mình sẽ say no với bạn. Ok, anh đếm nha. 3, 2, 1, xin mời. Xin mời. Sao? Giờ sao? Không. Em sao ta? Em chậm bạn. Nhưng mà sao chị Tú lại quay sang hỏi em mà lúc đấy em thấy chị cũng rất bảng má. Thật sự thì chị không có nghĩ là chị sẽ chọn em. Đó là lý do thì sao chị sẽ lay hoay nhìn bên đây là xem em có chọn không, xong nhìn bên đây có chọn không. Có một cái nó hơi cá nhân với chị là em đã từng tham gia vào một cuộc thi rồi và em đã từng có một mentor rồi. Chị rất là ngại cái việc là sẽ bị phân phối cái khuôn khổ mà mentor cũ của em truyền đạt cho em.
Nếu mà không ai chọn em, chắc chắn chị sẽ chọn em. Mình tham gia chương trình nào thì mình hãy truyền tải đủ và hợp lý những cái thông tin mà mình muốn cho mọi người nhìn thấy về mình, thì chắc chắn là trong mắt khán giả sẽ có một Thiếu Lan hoàn toàn khác. Em ghi nhớ rất là rõ và em cố gắng thay đổi. Cảm giác mặc dù chị đã nói mình rất là gắt, nhưng Thiếu Lan vẫn tin là chị sẽ chấp nhận mình. Ok. Rồi, cố gắng nha. Ok. Thiếu Lan sẽ là một cái bài toán rất là khó với mình, làm sao để khai thác cô gái này và để cho cô ấy bộc lộ những cái cá tính bên trong theo một cái cách đúng đắn, thật sự là rất là khó khăn đối với Duyên. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lê Phương Thảo. Tôi hiện nay làm giám đốc dự án bất động sản, giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một người mẫu. Tôi đã có thời gian học thạc sĩ và sinh sống tại Anh trước khi trở về Việt Nam. Tôi mong muốn mang hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tri thức đến với cuộc thi này. Xin mời. Wow. Em có 3 sự lựa chọn đến từ 3 vị bây giờ. Xin mời Kỳ Duyên đi, anh thấy em cười tươi nhất. Không, tại vì kiểu em cứ bị hấp dẫn bởi những cái bạn mà bạn ấy cứ bị giỏi ấy anh. Em ở đây á, không có cái gì để có thể chê. Chị cũng đã từng có cơ hội để sinh sống ở nước ngoài khi mà chị làm người mẫu ở Singapore cũng như là New York. Thì chị nghĩ là chị cũng có thể có những cái kinh nghiệm để giúp em tỏa sáng hơn. Vậy còn chia sẻ vị mentor cuối cùng. Nãy giờ cứ ngồi cười. Bây giờ em xin phép được ôm bạn một cái được không ạ? Lại ôm, chết rồi, lại kết nối rồi. Động chạm mà. Học mấy? Không ôm được nha. Nói thầm đó, nói thầm này. Đấy. Bạn là bạn chung phòng với em trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Thảo có thể kể vanh vách về profile của Vân và Vân cũng có thể kể vanh vách về profile của Thảo. Chị tin là ở đây chị là người hiểu Thảo nhất, thì chị sẽ là người giúp sức để em đạt được cái thành công đó. Chị với Kỳ Duyên cũng mong muốn có cơ hội đó. Nếu mà em về đội của chị á, chị có đám cưới hoặc bất cứ sự kiện gì, chị cũng sẽ mời em. Suy nghĩ kỹ đi. Em muốn hỏi chị Thúy Vân là nếu mà em không lựa chọn chị thì sau cuộc thi này chị vẫn là bạn của em chứ? Em hiểu chị là người như thế nào. Khi mà chị đã chọn yêu thương một người nào đó rồi thì dù sự lựa chọn của họ như thế nào, chị cũng hy vọng là cái điều đó tốt nhất đối với họ. Tại thời điểm này em sẽ lựa chọn một người sẽ đồng hành cùng em kể cả ở trên đỉnh vinh quang hay ở thất bại. Đó chính là chị Thúy Vân ạ. Đó chính là chị Thúy Vân ạ. Ồ, mình lúc đó muốn khóc luôn á. Là trả nợ nên mình lúc đó không khóc. Tại vì sợ Lê mắc ra. Chúc mừng Thúy Vân. Mình cảm thấy là sẽ phải có trách nhiệm cho không chỉ Phương Thảo mà tất cả các bạn thí sinh. Các bạn phải phát triển nhất, bứt phá, trở thành một cái phiên bản hoàn hảo nhất. Không khóc nha bà. Không khóc gì bà. Tôi tên là Phan Thị Thảo Vân, 25 tuổi và tôi đến từ thành phố Buôn Ma Thuột. Tôi luôn không ngừng thử thách bản thân mình vì tôi yêu những trải nghiệm mới. Wow, lại là 3 sự lựa chọn nữa. Cái bộ đồ đó nó rất là quen. Trang phục ngày hôm nay em bận là của nhà thiết kế Thái Nguyễn đúng không? Dạ vâng. Bộ này đầu tiên là của chị. Chị chuẩn bị để tham gia cho một chương trình nhưng mà bởi vì lịch trình thay đổi cho nên là chị không có tham gia. Thì trước em có một chị siêu mẫu cũng đã từng diện cái bộ trang phục này rồi. Dạ. Đâu đó mình cũng có một cái kết nối. Chị cũng có cái vũ khí là người quen, bạn cùng thi với em trong một cuộc thi. Viên của chị á là trang giấy mới không ạ? Nhưng mà đội của Vân á toàn là chiến binh mạnh thôi. Các bạn không hề mặc, chị chia sẻ thẳng, một bạn là một người mới, một bạn chưa bao giờ thi Hoa hậu và một bạn có một câu chuyện rất buồn. Nếu như em vào đội chị, em chính là cái người mạnh nhất chứ không phải là những bạn đó. Wow, đây mới là Thúy Vân của truyền hình thực tế nha mọi người, ngồi ở vai trò huấn luyện viên. À, em còn một lá bài cuối cùng. Không, chơi bài đấy nữa. Nếu em về với đội của ai thì đội đó sẽ là một đội rất là đáng ngờ. Mình hãy biết được sức mạnh của mình và chọn lựa một vị mentor xứng đáng để có thể truyền cảm hứng cho mình. Em muốn cảm ơn cả 3 vị mentor đã lựa chọn em. Xác định vào cuộc thi này thì em đã có định hướng riêng của mình rồi. Em rất muốn vào team của chị. Vào team của chị Minh Tú. Oh, ok, chúc mừng Minh Tú. Em cảm ơn chị.
Cảm ơn em nhiều. Phi Vân nêm rất là nhiều những gia vị mặn vô thơ súp, nhưng Phi Vân quên rằng là bạn thích gia vị ngọt, và cái ngọt đó đang nằm ở bên Tú nè. Em là Nguyễn Thu Thảo ạ, năm nay em 25 tuổi và em đến từ Hải Phòng ạ. Hiện tại em đang là một người mẫu tự do và đồng thời là một huấn luyện viên thể thao ạ. Em cũng là một cô gái mà chị cũng rất là muốn tìm hiểu. Nhưng mà ngày hôm đấy thì khi mà nhắc về cái câu chuyện đó của em thì em đã có một cái sự... Nên là chị đang không biết rằng là bây giờ nên nhắc đến cái chuyện đấy không, hay là em sẽ muốn để sang một bên. Em là một nạn nhân của xâm hại tình dục của trẻ em. Em muốn là mình có một cái hình ảnh mạnh mẽ nhất để có thể đứng ra để đại diện cho những trẻ em mà chưa có thể cất được lên tiếng nói cho bản thân mình. Mặc dù em nói em mạnh mẽ như vậy, nhưng mà thực sự chị biết rằng một việc hiện tại bây giờ em đang chưa hề có thể vượt qua cái chuyện đấy. Cả hai lần chỉ cần nhắc đến cái chuyện đấy thôi thì bạn ấy đều xúc động rất là dữ dội. Dĩ nhiên rằng đây không phải là một cái thời gian thích hợp để mà Thảo có thể tiếp tục tham gia cùng với chương trình này. Em tưởng chừng như là em đã vượt qua nó rồi, nhưng thực ra là em chỉ chưa thật sự đối mặt với nó thôi. Cho chị xin ôm em một cái thôi. Không phải là Minh Tú cảm thấy đồng cảm với những giọt nước mắt đâu, mà mình đang đồng cảm ở cái việc họ đang cố gắng đối mặt với một cái nỗi sợ, một cái nỗi đau trong quá khứ của họ. Ok, anh đếm nha. 3, 2, 1, xin mời. Em cảm ơn chị. Chúc mừng em. Những cái nỗi đau mình đã từng trải qua, chị lựa chọn không nói. Nhưng chị có thể nói là chị đồng cảm với em. Và chị đã có thể trở thành chị trong ngày hôm nay vì chị may mắn có được cái sự yêu thương của gia đình. Chị mất một cái con đường nó khá là lâu để mà vượt qua. Và đôi lúc mọi người hay nói là Thúy Vân có đôi lúc là vô cảm hay thậm chí là ích kỷ, vì người ta thấy cái gì mình thể hiện ra nhưng người ta không hiểu được những cái nỗi đau của mình. Chị muốn cùng em đi trên cái con đường này. Mình không cần thiết phải nói ra là chính xác là mình bị cái gì, tại vì thật sự là chỉ có bản thân mình sẽ tự cứu lấy mình và sẽ tự yêu thương mình. Thôi ôm một cái nè. Thương quá. Thôi không khóc nữa. Mình hy vọng là chị Thúy Vân sẽ giúp mình truyền được cái thông điệp tới cộng đồng và thế hệ trẻ một cách tích cực nhất. Ai cũng sẽ có những cái câu chuyện khác nhau, nhưng cái cách mà mình chia sẻ những câu chuyện đó nó sẽ thể hiện bản lĩnh của bạn tới đâu và bạn có thể đi xa như thế nào. Cách đây gần 2 năm thì ba em mới bị tai nạn đó. Lúc mà em còn nhỏ thì em không suy nghĩ nhiều. Khoảng thời gian mà ba em bệnh phải mổ não, cho nên là vấn đề của thần kinh của em không có được ổn định. Mọi người hay nói là ba mày bị vậy, sao mày không nghỉ học để lo cho gia đình mày đi mà mày cứ đi học hoài để làm gì? Em là người lớn nhất trong gia đình cho nên là em muốn mẹ em với em của em có một cuộc sống tốt hơn. Khi mà chị đọc profile của em á, mà chị may mắn hơn em là chị không mất đi người thân gia đình của chị. Nhưng mà từ tuổi thơ của chị thì cũng sẽ có những lúc giống như em. Cuộc sống của mọi người sẽ có những cái thử thách khác nhau. Nhưng cái quan trọng là mình phải biết xoa dịu nỗi đau. Bởi vì em là chị cả, em phải là một người để cho các em noi gương theo em, giống như cách anh hai chị đã giúp đỡ chị. Những cái người mà rất là mạnh mẽ ở bên ngoài á. Không sao nè. Mình đã nín khóc rồi, mình đã cố gắng kìm cảm xúc mình lại rồi, nhưng mà nước mắt nó tự rớt xuống à. Cảm xúc của chị bây giờ thì, nhưng mà chị có chọn em nhé. Em có hai sự lựa chọn rồi. Cái sự mạnh mẽ của em, chị nghĩ rằng là em để mà em đối đầu một cái cuộc sống và một cái hoàn cảnh như vậy, thực sự em phải là một cô gái rất là mạnh mẽ. Chị rất là mong muốn em có thể thuộc
thuộc về team của chị. Và tất nhiên chị sẽ cố gắng hết sức để em có thể đạt được những cái thành tích tốt nhất. Cảm ơn chị ạ. Cái con đường của em muốn trở thành nó sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn huấn luyện viên của em ngày hôm nay. Em thích chị Tú nhất ạ. Em cảm thấy là em cũng có một phần giống với chị Tú, cho nên là em xin chọn gì đó chị Tú ạ. Chúc mừng em. Minh Tú không hứa chắc chắn là giúp bạn đạt đến vương miện cao nhất, nhưng Minh Tú hứa chắc chắn sẽ đồng hành cùng với bạn, giống như tất cả những thí sinh mà Minh Tú đã có cơ hội làm việc trước đây. Em có 3 sự lựa chọn. Oh wow. Con đường và hành trình của em nó không chỉ dừng lại ở một cuộc thi này. Thì ai sẽ là người có thể cho em được nhiều cái tư duy cũng như là về nhiều cái kiến thức? Em cũng đã có kết nối của em với một vị mentor. Em đã ghi vào trong lòng của em. Đấy là một vị mentor có cái lối sống cũng như là cái thể hiện ra bên ngoài mạng xã hội cũng như cái đời thường. Nó khá giống với con người của em. Em xin phép được chọn chị Minh Tú ạ. Chị Minh Tú. Em sẽ chọn chị Minh Tú. Chị Minh Tú. Em muốn về với đội của chị Minh Tú ạ. Huấn luyện viên Minh Tú à? It's sleep with this. Chúc mừng em. Cảm ơn em đã tin tưởng về đội của chị. Cố gắng nhé. Ừ. Sau cuộc thi á, có gì thì em tặng chị một phiếu cua Cà Mau nhé. Cảm ơn chị. Chị Tú là luôn có một cái vua phép gì đấy hay lắm mà mình không thể nào suy nghĩ cái đấy được. Em cũng thích cặp đôi Minh Triệu Kỳ Duyên. Ồ alo. Ở đây cũng có cặp đôi Minh Tú Thuyết Vân nè. Em chèo đi chị, chèo. Dạ em chèo liền luôn ạ. Hy vọng là sẽ có một hành trình thật đẹp nhé. Dạ vâng. Chị Tú và chị Vân á đã lựa chọn rất là nhiều thí sinh cho team của mình. Nhưng mà mình thì mình vẫn ở cái con số là số 4 thôi mọi người. Nên là mình cũng cố gắng dơ bảng liên tục để mà lựa chọn thí sinh về team của mình. Thúy Vân, cái nụ cười này thì hơi quen. Là thì... nụ cười mà em sắp có thí sinh của mình đấy ạ. Và em xin chọn về đội của chị. Đội của chị. Thúy Vân ạ. Em xin phép em về đội của chị Thúy Vân ạ. Ok. Đội của chị Thúy Vân ạ. Xin chọn chị Vân. Cảm ơn chị đã chọn em. Cảm ơn chị rất nhiều. Bạn có rồi. Những người thì nha. Thúy Vân, chúc mừng em. Em nghĩ là chị Thúy Vân, nụ cười của chị, đó là điều mà em thiếu sót. Dạ em rất là ngại cười. Thì chào mừng em đến với team của Thúy Vân. Rồi, ra mentor rồi, đó. Ra bảo vệ rồi. Chị còn muốn đứng đó luôn không? Dạ. Cháu nhà em thì cũng còn ít kinh nghiệm. Mình nghĩ chị Thúy Vân sẽ đem lại được cho mình rất là nhiều kinh nghiệm, có thể chỉnh cho mình được những cái thiếu sót mà mình đang thiếu. Sao em về đồ chị Thúy Vân mà em nhìn chị nhỏ? Em nhìn chị Vân chứ. Ủa Thúy Vân 10 chưa? Không. Sinh tiếp theo. Xin chào, tôi tên là Bùi Thị Thanh Nhàn, 23 tuổi và đến từ Bình Thuận. Sinh ra là người con của vùng biển, ngoại cảnh đã rèn luyện tôi trở thành một con người mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Đến với chương trình, tôi mong muốn được truyền tải thông điệp người phụ nữ hiện đại phải là người phụ nữ quyến rũ, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Oh wow, em được hai sự lựa chọn đến từ mentor Kỳ Duyên và Thúy Vân. Em có một cái tỷ lệ cơ thể đẹp đấy. Nếu mà em siết thêm một chút xíu nữa vào cái phần eo của mình, yeah, thì cái này là thế mạnh của chị nhá. Chị biết cách làm sao để mà cái eo cái kia nó siết xong nó cắt vào. Chị có thể làm được điều đó cho em. Bản thân chị cũng là người đã từng siết rất là nhiều. Hay là bây giờ mình đứng lên cho bạn nhìn em với chị đâu. Em đây. Không thì để cho em nhìn thấy luôn là cảm ra là mình không thể nào so cái người mà đã sinh nở rồi với lại người mà chưa sinh. Những cuộc thi mà chị đã trải qua, giải Best Body đều là chị nhận được.
và từ nhỏ chị là vận động viên taekwondo. Nhưng cái đó nó là cái ở bên ngoài. Đối với chị nhá, một cô gái đẹp nhưng đang thiếu nội dung. Tại vì em không có phương pháp để mà em truyền tải cái nội dung ra. Và chị tin là chị là cái người sẽ giúp em. Và bây giờ thì sinh tim của chị đang là ít người nhất. Chị muốn thay đổi em và chị chắc chắn là chị sẽ làm được điều đó. Em cũng đã suy nghĩ được là em sẽ chọn vị huấn luyện viên nào khi em bước vào cuộc thi này. Thì cũng rất là may mắn chị cũng đã giơ bạn chọn em. Và em xin chọn về đội của chị Duyên ạ. Cảm ơn em lựa chọn đúng đắn. Rất may mắn là mình đã được vào trong team của vị huấn luyện viên mà mình yêu thích. Sau khi chiêu mộ thành công thí sinh Thanh Nhàn, huấn luyện viên Kỳ Duyên ngay lập tức bứt phá với cú hat-trick kết nạp 3 cô gái tiếp theo. Ánh mắt ấy quá thâm thiết anh về làm cho con tim ta luôn. Thôi biết rồi. Em xin lựa chọn về đội của chị Kỳ Duyên ạ. Em xin chọn về đội của mentor Kỳ Duyên ạ. Cảm ơn em. Xin chào, mình là Lan Nhi, mình 20 tuổi và mình đến từ Nghệ An. Có thể giới thiệu về bản thân mình qua 3 từ: cá tính, mạnh mẽ và đầy tự tin. Xin mời. Em có 2 sự lựa chọn. Chị rất là thích em, chị muốn có em trong đội của chị. Nhưng mà nói chung là tùy em, rất hãy để cho bản thân mình suy nghĩ. Chị là người giơ bảng đầu tiên. Chị nghĩ là những cái kỹ năng mà em đang thiếu, chị hoàn toàn có thể giúp em hoàn thiện. Đầu tiên là về khoảng mình ăn nói nè. Chị Thúy Vân thì may mắn sinh ra nói rất là hay, nhưng không có nghĩa là chị sẽ biết chỉ em như thế nào. Chúng ta không nên đánh đồng những năm tháng tập luyện bằng một cái tài năng bẩm sinh. Không, em nhầm. Để rồi. Mà chị không thì có em nói. Em đang chia sẻ quan điểm với bạn thôi. Chị không có phủ nhận những cái cố gắng của em. Thật ra nếu một người mà may mắn khi mà họ sinh ra, họ có một cái giọng nó rất là trôi chảy, họ nói rất là hay thì nó là điều tuyệt vời. Chúng ta không nên đánh đồng cái việc là những năm tháng tập luyện bằng một cái tài năng bẩm sinh. Không, em nhầm rồi. Chị không, không thì nói. em không. Đang chia sẻ quan điểm với bạn thôi. Mọi người ở đây kỹ năng nào mọi người cũng đã có và phải trải qua va vấp, phải bỏ công bỏ sức để có được ngày hôm nay. Chứ còn đã ngồi ở đây rồi, đã có giải thưởng rồi thì từ cách quốc tới chụp hình tới thuyết trình thì ai cũng đều có. Chỉ là có ít hay là có nhiều thôi. Để chị chia sẻ nha, em đừng hiểu lầm. Chị không có nói là không, em có không những hiểu lầm. Em chia cho sẻ chị nói thôi. Đã dạ. Nhưng mà em đồng ý cho chị nói thì chị chia sẻ. Dạ, rồi em mời chị. Chị không có phủ nhận những cái cố gắng của em. Đã là một á hậu và em bước vào một cuộc hoa hậu khác là chị đã ghi nhận hoàn toàn những cái nỗ lực và sự cố gắng của em. Clear ở đây là em đừng nhầm lẫn. Drama, tranh cãi nó không phải là cái điều chúng ta cần ở thời điểm này. Chúng ta cần nó chính là những sự văn minh, chứ không phải là bảo vệ quan điểm của mình là tôi là đúng, người kia là sai. Nên nhớ truyền hình thực tế, người nào có thể thúc đẩy em nhanh nhất. Qua những lời thuyết phục của cả hai chị ở đây thì em cũng đã có cái sự lựa chọn cho mình. Thì anh rất là mong là em có cái sự lựa chọn chính xác. Em xin được chọn về đội của chị. Em xin được chọn về đội của chị Minh Tú ạ. Rồi, ok, chúc mừng Minh Tú, chúc mừng em. Em cảm ơn chị ạ. Vâng ạ. Cuối cùng thì con tim cũng đã lắng nghe con tim. Vậy là bạn muốn cải thiện những cái kỹ năng khác nhiều hơn. Tại vì mai em đâu phải thi trả lời phỏng vấn chứ đâu. Đúng không? Đúng không? Lỡ mai đi thử thách chụp hình khách quá rồi sao? Tiêu chí của Minh Tú ngay ban đầu là mình sẽ ưu tiên chọn những bạn chưa có biết gì nhiều. Phong cách của chị đến đây là thích chọn những tấm chiếu mới. Tất cả thí sinh khi mà họ tham gia vào một cuộc thi thì họ luôn mong muốn nhận được một cái cơ hội. Đứng trước nhiều người là em run lắm mà. Nhiều khi tim cứ đập vịt mà em không nói được luôn à. Nên em cũng quyết định là mình phải đi, mình mới khắc phục lại những cái điểm yếu của mình. Trước đó thì em kiểu rất là dễ bị bệnh á chị. Cái việc tập luyện hàng ngày giúp cho ý chí của em mạnh mẽ hơn. Em thay đổi rất nhiều trong cuộc sống. Trước đó em rất là nhát. Mọi người không có ai ủng hộ em. Lúc nào cũng bảo là con My thì làm được trò chống gì. Em không nghĩ là mình vô được cả bán kết. Và hiện tại là em đang đứng ở đây và gặp các anh chị à. 3, 2, 1, xin mời. Cảm ơn chị. Nếu như mà
không huấn luyện viên nào chọn tất cả các thí sinh thì Minh Tú sẽ chọn. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Cô tiên răng thỏ không từ bỏ một ai. Tôi tên là Lê Thị Mận, số danh 133 và tôi đến từ Quảng Bình. Hiện tại tôi đang là người mẫu tự do. Tôi rất thích câu nói, giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Và tôi sẽ không ngừng cố gắng học hỏi cho những đam mê, ước mơ trái bổng của bản thân tôi. 3, 2, 1, xin mời. Không ai chọn đúng không? Chị chọn em. Dạ cơ, em cảm ơn chị Vy Tú ạ. Khoan vội mừng. Không ai chọn đúng không? Chị chọn em. Khoan vội mừng. Mọi người ở đây rất là hiểu rõ vì sao họ không chọn em. Tại vì em là một bài toán căng não. Cái cách em chia sẻ nó chưa chạm đến trái tim của chị. Nhưng tại sao chị đưa cái bảng này? Tại vì ngay từ đầu chị nói rồi, tất cả các thí sinh còn lại không ai chọn, chị sẽ là người chọn đầu tiên. Có một bài hát có một câu như thế này: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai. Đúng không? Và khi em về đội của chị, em phải thay đổi từ bên trong trước đã. Trước khi mình ước mơ một cái gì quá lớn, mình muốn có được nhiều thứ, mình nên cho đi bằng chính trái tim của mình. Về tim không ơi? Vâng. Em cảm ơn chị. Chúc mừng em. Tốt rồi nha. Chúc mừng Minh Tú. Người Việt Nam nói là làm nha. Tim Minh Tú cũng đã hoàn tất xong rồi. Có rất là nhiều màu sắc và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một bức tranh thật là đẹp tại chương trình Miss Phoenix 2022 nhé. Xin chúc mừng huấn luyện viên Minh Tú đã hoàn thiện đội hình với 14 thí sinh đầy tiềm năng: Lê Thị Thu Tâm, Phan Thị Thảo Vân, Đoàn Thu Thủy, Phùng Thị Thủy, Trương Thị Hoài Sang, Nguyễn Thị Kiều My, Trần Hoài Thương, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Chu Thị Ánh, Đặng Thị Lan Nhi, Lê Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Trà My và Lê Thị Mận. Team của Minh Tú đã full đầu tiên. Chọn nhiều hơn có nghĩa là chị Tú đã gặp được nhiều thí sinh mà chị cảm thấy đồng cảm. Vân không ở đây để Vân quan trọng cái việc là mình phải tới đích trước. Vân với Kỳ Duyên cũng sẽ có những cái sự lựa chọn của Vân và Kỳ Duyên. Quan trọng nhất vẫn là cái duyên và mình phù hợp với các bạn thí sinh như thế nào. Xin chào tất cả mọi người, mình là Võ Bạch Mỹ Linh, năm nay mình 25 tuổi. Mình được sinh ra ở Hà Nội nhưng hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở Vương quốc Anh. Mình rất biết ơn chương trình Miss Fitness Việt Nam 2022 vì đã là động lực để mình quay trở về và nhận ra tình yêu cũng như sự gắn kết của mình với quê hương. Linh rất mong có thể đóng góp một chút sức lực nhỏ bé để đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. I am super ready for our country Vietnam to be the next super nation. Are you with me? Lý do vì sao mà em có động lực để bay từ một nơi rất là xa về đây tham dự cuộc thi này? Một trong những đam mê của em đó là sức khỏe của cộng đồng và em rất muốn trở về để em có thể cống hiến một phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển đó. Xin mời. Dạ, em cảm ơn cả ba chị, em rất là biết ơn. Em có hay tìm hiểu về chị Minh Tú không? Em có, các bạn em rất là hâm mộ chị. Dạ. Nhưng mà anh cũng thông báo với em một chút xíu, em hết quyền về với cả đội của chị rồi. Dạ. Tại vì bên chị đã khuôn thí sinh. Dạ. Mình chỉ có hai sự lựa chọn thôi đúng không? Thì Linh hãy hướng ánh mắt của mình về cái người mà Linh muốn chọn. Có thể cho em hỏi một câu hỏi đúng không ạ? Nếu mà em vào đội một trong hai chị thì chúng ta có thể cùng nhau support nhau trong một con đường xa như thế nào? Đấy đấy. Khi mà bạn hỏi ngược lại ban giám khảo như vậy thì thật sự wow, mình lại càng muốn bạn ấy hơn. Instagram của chị có 1,5 triệu follower. Fanpage của chị có 1,2 triệu follower. TikTok của chị có 800.000 follower. Và YouTube chị có 200.000 người subscribe. Thì chị muốn sử dụng những cái sức ảnh hưởng của chị trên mạng xã hội, chị làm một cái cầu nối để có thể mang em tới cho tất cả các bạn trẻ, đặc biệt các bạn Gen Z bây giờ. Cái điều mà Kỳ Duyên đang đưa cho Linh chưa phải là cái điều mà Linh cần ở thời điểm hiện tại. Thật ra là huấn luyện viên ngồi đây ngồi nói, ai cũng nói được hết. Nhưng mà bản thân Vân, mình không thể nào mà mình cứ nói chung chung. Vân cũng xin được phép pitching một xíu. Vân đã thành lập một quỹ là Inspire by She, quỹ hoạt động vì nữ quyền, để cho các bạn ấy thực hiện được ước mơ của mình.
Và Vân cũng có một công ty riêng, Vân cũng học ở RMIT Việt Nam, ngành Professional Communication. Ngoài ra thì Vân cũng là đại sứ Goodwill của rất là nhiều những cái tổ chức như là UN Women, FFD, Nafu Foundation, rất nhiều. Với những cái kinh nghiệm của Vân, network của Vân, mình join cùng với nhau thì Vân sẽ hỗ trợ được Linh nhiều. Thôi cứ để cho bạn bình tâm để mà bạn trả lời. Em rất là thích Duyên vì em biết về câu chuyện của Duyên và Duyên sống rất thật về cá tính của mình. Và em nghĩ là cái điều đó sẽ inspire rất nhiều bạn trẻ. Nhưng mà mình nghĩ là có lẽ là mình sẽ về đội của chị Vân. You one of my priority. Mình có thể mình muốn nghe những cái chia sẻ của Linh nhiều hơn á. Cái việc mà bạn lựa chọn với cả chị Vân, tại vì thật ra thì mình hiểu, nhưng mà mình muốn lắng nghe những cái chia sẻ của bạn nhiều hơn. Mình nghĩ là cái hoạt động mà chị Vân đã làm thì nó khá là giống với những cái công việc mà mình đã làm trước đây. Việc phải chọn ra hai người là mình rất khó xử, nhưng mà cuối cùng thì mình đã chọn chị Vân vì mình nghĩ rằng chị Vân và mình sẽ có nhiều điểm chung về công việc hơn. Duyên và chị Vân đi hai cái con đường nó hoàn toàn khác nhau. Cái sự lựa chọn của Linh thì Duyên sẽ luôn tôn trọng cái điều đó, và Duyên mong rằng là Linh hãy tiếp tục thành công, phải thật là thành công trên con đường mình đã chọn nhé. Ok, ôm một cái được không? Cô gái rất là giỏi. Mình cũng rất là tiếc luôn. Ok, không sao mà. Không sao, hiểu mà. Nhiều khi nó còn là cái duyên nữa mọi người. Nhiều khi mình nghĩ như thế thôi, nhưng mà thí sinh chưa có được những cái điểm chạm với mình. Thật ra thì Duyên thì Duyên luôn mong muốn là mình tự đặt ra những cái thử thách cho mình. Thì đến những cái lượt thí sinh sau thì mình chợt nghĩ lại là hơi an toàn quá không? Nên là mình cũng cố gắng gỡ bảng với những thí sinh mà mình có thể làm gì để giúp đỡ họ bổ sung những cái khía cạnh mà họ còn đang thiếu sót. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Thí Duyên đến đây, và cái điều quan trọng nhất đó chính là mình thấy được cái sự kết nối và mình tìm được những cái điểm chạm giữa mình và thí sinh. Chị cần 20 giây để mà chúng ta có cái sự kết nối với nhau trong ánh mắt, được chưa? Bây giờ em nhắm mắt vào và em nghĩ đến những cái điều mà em mong muốn nhất, và em nhìn thẳng vào mắt của chị. 1, 2, 3. Muốn chinh phục và đứng đối diện, nhìn vào mắt bé này. Hai chị em nhìn vào mắt nhau và có vẻ là đã hiểu ý nhau. Tâm linh tương thông ấy. Thực tế ấy. Tâm linh rồi. Bí thuật. Chỉ có những người như chúng em mới hiểu thôi. Mình đang chưa hiểu. Ok, sẽ giúp em. Ok. Ok rồi. Chị thấy cái điều đấy ở trong đôi mắt của em. Chị đến đây thật sự với một cái sứ mệnh là quan trọng là các thí sinh muốn như thế nào thôi. Nếu mà em thực sự muốn điều đó thì chị sẽ giúp em để em có thể thay đổi cái điều như vậy. Chưa, hai người đã chọn nhau rồi. Chọn nhau trước khi có. Không biết là khi chị Duyên coi được cái này thì có đúng ý chị không nha. Em cảm thấy chị đang rất hy vọng vào em và em sẽ cố gắng thật nhiều ạ. Như vậy, huấn luyện viên Kỳ Duyên và huấn luyện viên Thúy Vân đều chỉ còn duy nhất một chỗ trống trong đội hình của mình. Liệu cô gái đặc biệt này có giành được một vị trí trong top 42 thí sinh xuất sắc nhất của Miss Fitness Việt Nam 2022? Ê, mặc cái váy của em luôn kìa. Cái váy này em mặc rồi. Cái váy này em mặc y chang. Xin chào em. Wow. Em tên là Nguyễn Lê Kiều Duyên ạ. Em sinh năm 1996. Tên là Kỳ Duyên, sinh năm 96. Đây. Có phải bộ váy này không? Y chang này mọi người. Đúng rồi. Y chang luôn. Thì mình không biết là đây có thể là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là đây là một cái tín hiệu từ vũ trụ để là chúng mình về với nhau. Hoàn thành đội hình của Kỳ Duyên thì lại là đúng bạn tên là Kỳ Duyên. Và giữa hai Kỳ Duyên này có rất là nhiều những cái điểm tương đồng với nhau. Như vậy thì team của Kỳ Duyên đã đầy đủ các chiến binh và chúng tôi đã sẵn sàng để bước vào ngay thử thách đầu tiên của Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Đội hình vô cùng thiện chiến của huấn luyện viên Kỳ Duyên sẽ bao gồm những thí sinh Nguyễn Công Phương Mai, Trần Thị Thanh Tâm, Chu Lê Vi Anh, Nguyễn Thiếu Lan, Phạm Thị Hoài, Ban Hồng Trang, Hà Mỹ Nhi, Đinh Thị Liên, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trương Thị Huyền Thương và Nguyễn Lê Kỳ Duyên. Thí sinh tiếp theo là Lê Thanh Ngọc Quyên đến từ Đà Nẵng. Ê, thí sinh này anh đừng có nói gì hết, anh hỏi nhiều coi hỏi là mong muốn về tìm ai. Anh khoan nói gì hết, anh hiểu em không?
À, anh nhớ rồi. Xin mời thí sinh 176. Em xin chào ba vị mentor cũng như là anh Hot ạ. Em tên là Lê Thanh Ngọc Nguyên và em đến từ Đà Nẵng ạ. Cho anh hỏi một chút xíu là tại sao chương trình có thể là xếp em đi cuối cùng nhỉ? Dạ, cái này là do là sự cố của em ạ. Em có cảm thấy tiếc không khi bị đến trễ một chút xíu? Em mong là cái người mà em nhắm ngay từ đầu ấy, em mong là cái người đó là sẽ vẫn giữ cái slot lại cho em. Biết đâu là em là người cuối cùng nhưng em lại là người mạnh nhất của team đó thì sao? Anh rất là tiếc khi nói điều này. Hiện tại bây giờ tất cả các team đã có 14 thí sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc em không còn cơ hội bước vào vòng tiếp theo của chương trình. Mình cảm thấy rất là buồn, rất là thất vọng. Bây giờ kết quả cũng đã có rồi. Ok, mình chấp nhận. Em đang bị chết ở một cái vai và em muốn em sẽ có gương mặt khác và em phải tỏa sáng tới giây phút cuối cùng. Nên có dù em không được một vị mentor nào chọn em thì em cũng cảm thấy em xứng đáng và em đã đang tỏa sáng. Vậy nếu như có một cơ hội để em chọn cái người mà em nói á, người huấn luyện viên mà em thật sự muốn về team á, tụi chị có thể biết là ai không? Cái người mà em muốn về đội đó là chị Thi Vân. Tại vì em đang đi thi một cuộc thi hoa hậu và cái em thiếu đó là cái phần thi ứng xử, và chị Thúy Vân nói phần thi ứng xử rất là hay và em muốn trao dồi cái phần đó. Em tới đây với một cái cho mọi người thấy là em thay đổi, em có thể thay đổi và em sẽ thực hiện cái thay đổi đó như thế nào bằng hành động của em. Chương trình cũng gửi lời cảm ơn tới bạn đã đồng hành cùng chương trình. Chị rất là cảm ơn cái tình cảm của em đã dành cho chị. Thật sự thì khi mà em nói là em muốn vào đội của chị á, chị cảm thấy vui lắm. Tiếc là em là thí sinh cuối cùng. Nhưng mà cuộc thi thì nó cũng sẽ có luật chơi. Mỗi đội sẽ có 14 thành viên rồi. Nhưng mà đội chị thì đang chờ em. Đúng không chị? Cảm thấy rất là có lỗi với Quyên ấy. Mình thì không muốn làm điều đó, nhưng mà tự nhiên anh Dũng ảnh làm như vậy, cho nên là mọi người thấy Vân cũng chỉ ngồi im thôi, Vân cười thôi, chứ Vân cũng không biết Vân làm gì, Vân cũng không biết Vân nói gì. Em bản lĩnh lắm, tại vì những cái lời em nói nó thể hiện cái sự mạnh mẽ của em. Và chị tin là em sẽ là một chiến binh rất là mạnh ở trong đội của chị. Nói chung là kết này nó là một cái kết rất là đẹp. Chúng ta sẽ có 14 thí sinh cộng một Thúy Vân. À, 15 cô gái hơi bị xuất sắc đó nha. Cùng nhìn lại 14 cô gái sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Thúy Vân. Xin chúc mừng Ngô Thị Mỹ Hoa, Lê Xuân Anh, Nguyễn Thị Giáng Tiên, Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Thị Diễm Trần, Nguyễn Thùy Vy, Đặng Thị Ngọc Anh, Lê Phương Thảo, Võ Bạch Mỹ Linh, Đặng Thị Trang Trinh, Nguyễn Thị Thu Cúc, Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Ngọc Ánh Ngân và Lê Thanh Ngọc Quyền. Đến vòng này thì vẫn còn rất là nhiều bất ngờ đang chờ đợi phía trước. Nhưng mà tình cảm thì Vân nghĩ là vẫn còn đang chưa có gì lung lay đến giai đoạn này. Cuộc thi thì rất là quan trọng nhưng cuộc đời quan trọng hơn. Và Minh Tú tin chắc rằng Miss Fitness sẽ cho các bạn một hành trình rất là tuyệt vời. Mình sẽ cố gắng hết sức 200% của mình để có thể giúp đỡ các bạn thí sinh của team Kỳ Duyên thu ngắn lại khoảng cách tới vương miện Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022. Hy vọng là cái điều này nó sẽ kéo dài cho đến suốt hành trình này, chứ nhiều khi nói trước là bước không qua đó. Trong tập tiếp theo, top 42 thí sinh xuất sắc nhất sẽ đến với Nova World Hồ Tràm. Cuộc đua của Miss Fitness Việt Nam chính thức bắt đầu. Hít thở, bình tĩnh, không sao hết. Đợi, tay đập tay, chạy. Ôi. Anh ngủ cho nhanh người em cái. Tiếp sức là 100m rồi, giờ mình chạy có 90m thôi mà mình đã được chạm tay người ta rồi. Nó đâu có công bằng cho đội còn lại đâu. Lúc nãy cũng có những bạn họ miss chứ không phải là tới cái cuối cùng thì em cũng tính không, là miss thôi. Thì như thế đó chị sai đấy. Nếu như tất cả các bạn cùng phạm hủy, mình sẽ hủy kết quả. Mình làm như vậy rất là tội cho các bạn. Mình chỉ nhìn trời xem là khi nào nó mưa thôi. Cố lên, sắp qua tới rồi tụi em ơi.
cả mọi người ở đây đều rất là mệt. Thì em chỉ biết là em cố gắng để làm hết sức mình. Đại diện đơn vị tài trợ Novo Hồ Tràm, đội chiến thắng ngày hôm nay xin chúc mừng team của huấn luyện viên. Đón xem tập 2 của Hoa hậu thể thao Việt Nam Miss Phoenix Việt Nam 2022 sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2022 trên kênh TikTok và fanpage chính thức của Miss Phoenix Việt Nam và 20 giờ trên kênh YouTube Man TV.